Người sắp xếp môi giới chân dài 15.000 USD một đêm bị phạt tù. Mới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử Lê Hoàng Long, sinh năm 1991, quê ở Hải Phòng, về tội môi giới mại dâm. Trước đó, vào ngày 25 tháng 8 năm 2022, Công an đã bắt quả tang Long môi giới cho hai đôi nam nữ ở một khách sạn trên địa bàn phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại tòa, Long khai đã thuê hai phòng khách sạn với giá hơn 15 triệu đồng để hai cặp đôi này mây mưa. Đối với hai người mua bán là K và H, Long khai quen biết họ qua bạn bè. Ngày 21 tháng 8 năm 2022, K và H nhờ Long tìm hai nữ diễn viên hoặc hai người mẫu nổi tiếng có nhu cầu đi khách. Long liên lạc với D, T, đặt vấn đề thì được cả hai đồng ý. Nhóm này thống nhất giá là 15.000 USD cho một người một đêm. Long cho biết sẽ được hưởng khoảng 50% số tiền trên, 50% còn lại thì dùng thanh toán các chi phí ăn uống, thuê phòng, đi lại, còn dư bao nhiêu thì sẽ trả cho hai cô gái. Trong phiên xét xử này, hai luật sư mà gia đình mời bào chữa cho Long đều vắng mặt. Hội đồng xét xử cho biết các luật sư đã được tống đạt hợp lệ hồ sơ, quyết định trong vụ án. Việc các luật sư vắng mặt không có lý do chính đáng, không ảnh hưởng đến việc xét xử. Xem xét vụ án, hội đồng xét xử nhận định Lê Hoàng Long phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, số tiền thu lợi bất chính đã bị thu giữ. Từ đó, thì hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Hoàng Long 5 năm 6 tháng tù về tội môi giới và phạt bổ sung 10 triệu đồng.